Xin chào, đây là Trường và Mark One đây. Ở video trước mình đã đưa ra những cái ưu điểm khi mà mọi người lựa chọn chiếc máy Line U đúng không? Và nếu như mọi người đã chọn vào video ngày hôm nay thì chắc hẳn mọi người rất quan tâm đến máy Line U. Vì vậy, những điểm gì cần lưu ý khi mà chúng ta lựa chọn một chiếc máy đã qua sử dụng? Cùng mình bắt đầu vào video ngày hôm nay nhé. Intro. Ok, quay trở lại video. Mọi người bỏ tiền ra để mua một chiếc máy Line U, nhưng mà nó là MacBook đấy. Vậy nên là cái số tiền bỏ ra cũng khá là cao. Nên mọi người đều có quyền đó là lăn tăn là ngoại hình nó có đẹp hay không. Và đó chính là điểm đầu tiên chúng ta cần soi xét ở một chiếc máy đã qua sử dụng nhé. Đầu tiên, dễ dàng nhận thấy nhất đó là về ngoại hình. Khi mà các bạn mua một sản phẩm MacBook mà nghe tên bên ngoài thôi đã thấy cái sự sáng chảnh rồi, thì việc hơi khắt khe một chút về ngoại hình cũng là điều hiển nhiên đúng không? Đối với một chiếc máy cũ, chúng ta sẽ có hai dạng. Một là máy Line U 99%, hình thức vỏ máy sẽ là đẹp, không hề có chảy xước mạnh và cũng không có cấn hay xỉn màu. Có thể sẽ là một ít xước răm thôi, nhưng mà cũng không thể tránh được hoàn toàn bởi vì cơ bản máy này đã qua sử dụng rồi mà. Thứ hai là những chiếc máy 98-97%. Đối với loại máy này thì tất nhiên về ngoại hình sẽ kém hơn những chiếc máy 99%, khi mà các bạn có thể thấy được những vết móp nhẹ này, chảy hay cấn lên. Nhưng mà nói chung về tổng thể ấy, nó vẫn sẽ phải đạt được một cái độ an toàn nhất định, dù cho là nó chưa tốt bằng những chiếc máy 99. Hình thức bên ngoài tất nhiên là một tiêu chí về mặt thẩm mỹ là đương nhiên rồi. Nhưng nếu những chiếc máy đó mà nó bị móp nhiều này, nó bị xước quá nhiều này, hay là nó có vấn đề gì về bên ngoài quá là xấu, thì chứng tỏ là ở những người dùng trước đã có một chút vấn đề về chiếc máy này, như kiểu là rơi vỡ này hay là bị làm xước quá nhiều ý. Nó sẽ ảnh hưởng đến cả bên trong, các cái linh kiện bên trong của máy nữa. Nên là cái điểm ngoại hình này mọi người cần lưu ý kỹ nhá, nhớ kiểm tra kỹ khi mua hàng đấy. Tiêu chí thứ hai khi mà lựa chọn chiếc MacBook cũ đó là nhớ kiểm tra thông số cơ bản đầy đủ nhất. Cái thông số cơ bản nó là cái rất là dễ để kiểm tra và cũng là một thứ cực kỳ quan trọng khi mọi người mua một chiếc máy cũ. Mọi người cần kiểm tra thì đơn giản ấn vào logo quả táo, chọn vào About This Mac và mọi thông tin cơ bản như serial number, CPU, RAM, SSD, GPU và nhiều thông tin khác nữa đều có ở đây. Ở đây các bạn có thể kiểm tra thông số serial của máy có đúng do Apple phân phối hay không. Chỉ cần copy số series vào và dán vào đường link này giúp mình nhé. Website này sẽ thể hiện thông tin của máy trên hệ thống Apple. Các bạn có thể kiểm tra xem model này có đúng như trên máy đã hiển thị trước đó hay chưa. Ngoài ra thì phần check serial này cũng có thể cho biết bảo hành Apple còn lại của máy. Với các sản phẩm máy cũ thì việc còn lại bảo hành cũng khá là nhiều. Tất nhiên càng có nhiều thời gian bảo hành thì chứng tỏ là máy mới active gần đây, thì rất là tốt cho mọi người nếu mà lựa chọn chiếc máy như thế. Xong, về thông tin cơ bản của máy và ngoại hình máy thì việc màn hình và pin là hai cái cực kỳ quan trọng để mọi người cần kiểm tra nhé. Tại sao mình phải tách riêng hai phần này ra? Bởi vì hai phần này kiểm tra phải cực kỳ kỹ và cực kỳ phức tạp, khó hơn so với hai phần trước. Màn hình sẽ là nơi mọi người nhìn vào nhiều nhất, tương tác nhiều nhất trên một chiếc MacBook. Vì vậy, mọi người hãy cứ kiểm tra xem máy có bị xước, bị sọc hay bị chết điểm ảnh nào hay không, bằng cách có thể chọn một số cái màn hình màu, chỉ có một màu thôi nhá, thì sẽ nhìn được rõ xem liệu màn hình có bị sọc màn hay bị chảy ngược màn hình hay không. Còn về xước máy thì mọi người cứ giảm độ sáng về hết mức, nó sẽ tối đi, và lau sạch màn hình để kiểm tra xem có vết xước nào không nhé. Các đời MacBook gần đây thì Apple cũng đã cập nhật tính năng kiểm tra phần trăm pin còn lại ở trên phần thông báo tình trạng pin, giống như pin iPhone. Mọi người chỉ cần vào tùy chọn hệ thống pin, nhấn vào tình trạng pin như thế nào, máy sẽ hiển thị ra phần trăm còn lại cũng như tình trạng sức khỏe pin là bình thường. Ngoài ra còn một cách nữa cho cả các sản phẩm MacBook gần đây hoặc các sản phẩm MacBook cũ hơn, đó là vào phần logo Apple và About This Mac chọn báo cáo hệ thống. Ở đây các bạn chọn vào Power, hệ thống sẽ hiện rõ ra số lần sạc, dung lượng pin còn lại và sức khỏe của pin nữa. Với những chiếc máy cũ thì phần trăm pin trên 90% hoặc là chu kỳ sạc càng thấp càng tốt sẽ là những lựa chọn tối ưu nhất mình đưa ra cho mọi người. Có thể như viên pin nó sẽ là 88 hoặc 89, cái đấy mọi người có thể bỏ qua được bởi vì cơ bản ở Mark One thì mọi người vẫn sẽ được bảo hành 68 về pin. Nên là nếu về nhà thấy pin có vấn đề gì ở cái khoảng mức này, mọi người cũng có thể để lại thông tin để cho bên mình kiểm tra nhé. Nên là mọi người hoàn toàn có thể yên tâm về pin. Về các phần còn lại linh kiện bên trong máy thì sao? Tất nhiên kể cả mình hay là một số người xem cũng không phải là thợ kỹ thuật, không phải dân chuyên nghiệp để mà kiểm tra xem được là linh kiện này có phải xịn hay không, linh kiện này có chuẩn hay không. Thì vì vậy mình sẽ có một cái cách kiểm tra khác, đó là truy cập vào đường link ở dưới đây. Đây là tính năng chẩn đoán do chính Apple thiết lập trên các sản phẩm của mình, nên cái độ tin cậy thì khỏi bàn luôn. Sẽ có một vài các cái thao tác để cho mọi người có thể chẩn đoán được chiếc máy của mình, và mọi người hoàn toàn có thể kiểm tra và có thể nhờ nhân viên ở cửa hàng kiểm tra nhé. Và tất nhiên rồi, nếu máy phát sinh gặp lỗi, hệ thống sẽ báo lại để mọi người xem xét ngay.
Hoặc nếu máy đó ổn định thì trên hệ thống cũng sẽ phản hồi ngay là no issue found. Cuối cùng, một điểm không kém phần quan trọng đó là chọn mặt gửi vàng ở đâu để chúng ta ít phải test những cái điều này nhất. Tất nhiên thì các sản phẩm điện tử khi mà đã dùng máy live như này thì tỷ lệ rủi ro sẽ cao hơn. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn những nơi nào có máy uy tín nhất, là có đội ngũ kỹ thuật tốt nhất, hoặc là sẽ có những cái chính sách bảo hành hợp lý cho chúng ta để chúng ta yên tâm hơn khi mà lựa chọn chiếc MacBook như thế này. Ví dụ như ở Mark One, khi mà mọi người mua máy cũ thì sẽ có bảo hành từ 6 đến 12 tháng, bên trong đó đã có một đổi một cho mọi người về toàn bộ những lỗi phần cứng nhé. Ngoài ra Mark One cũng có chính sách đổi máy 10 ngày đầu tiên nếu bạn cảm thấy sản phẩm không phù hợp với mình hoặc muốn mua lập tức sang một máy khác để cho đỡ lăn tăn. Hỗ trợ phần mềm thì chọn đời, tẹt ga. Có lỗi phần mềm thì mọi người đem qua kiểm tra và sửa chữa luôn nhé. Thì đây là chính sách bảo hành ở Mark One để mọi người tham khảo. Và khi lựa chọn chiếc MacBook cũ, mọi người cứ hỏi thật kỹ xem chính sách bảo hành như thế nào, nó có phù hợp với mình hay không. Bởi vì là mặc dù mọi người có test máy thật kỹ đến đâu đi chăng nữa thì có bảo hành hợp lý nó vẫn sẽ là một cái gì đó an tâm hơn rất nhiều cho mọi người. Thật sự như thế đấy. Trên đây là một vài ý kiến cá nhân của mình về việc cần lưu ý điểm gì khi lựa chọn một chiếc MacBook cũ. Mọi người có đồng ý với quan điểm này hay không? Hãy để lại bên dưới với comment nhá. Cùng với đó, nếu có thêm những cái chia sẻ gì khi mà lựa chọn một chiếc MacBook cũ như thế này, hãy để lại bên dưới với comment. Mọi người sẽ đọc và đồng ý với bạn đấy. Và cùng với đó, không thể quên được, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho Mark One. Đó sẽ là động lực rất lớn cho mình và team editor đấy. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.